Cảnh giới cao nhất của bậc trí tuệ nằm ở chính điều này. Người trí tuệ cần có cái nhìn rộng mở, tiến được mà cũng phải lui được, cương được cũng phải nhu được. Người trí huệ bề ngoài nhìn ngốc nghếch nhưng trong tâm lại tinh tường hơn bao giờ hết. Điều thứ nhất, lời nói của bậc trí huệ không nói cho đã miệng, không bình luận khuyết điểm của người khác. Trong cuộc sống hiện đại, những người gặp họa từ miệng, từ lời nói không phải là ít. Nguyên nhân chủ yếu vì họ muốn khoe khoang, thể hiện bản thân, bình luận khuyết điểm của người khác, nói những lời lộng ngữ thị phi. Thông thường, họ lại là những người oan uổng nhất. Lời nói rõ ràng không mang tâm địa xấu xa gì, nhưng vô tình bị lan truyền đồn thổi và thay đổi hẳn ý nghĩa vốn có, từ đó khiến người khác oán hận. Do vậy, ngay từ đầu, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói sẽ giúp bạn tránh khỏi phiền phức, rắc rối. Trong đối nhân xử thế hàng ngày, hãy luôn ghi nhớ và tự nhắc mình rằng họa từ miệng mà ra. Điều số 2, sự chịu đựng của người trí huệ, biết cương, biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Một anh hùng thực sự là người có thể biết cương, biết nhu một cách thích hợp. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, có lúc ta cảm thấy đắc ý, nở mày nở mặt khi làm được điều gì đó. Trái lại, cũng có lúc cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi chuyện không được như ý. Là bậc trí huệ thì thắng không kiêu, bại không nản, kiên định vững vàng, thua keo này bày keo khác. Biết nhẫn nhịn lúc này mới có thể trải nghiệm được hết đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống. Biết nhẫn khi thất bại mới có thể lùi một bước để tiến ba bước, mới có thể công thành viên mãn. Người tao nhã thực sự nhất định sẽ bao dung vạn vật, có tấm lòng rộng lượng. Người cao quý chân chính khi đối mặt kẻ mạnh hơn sẽ không tự ti, không xiểm nịnh. Đối với người yếu hơn vẫn bình đẳng, không coi thường. Điều số 3, sự bao dung của bậc trí huệ. Dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng. Hồ đồ xét ra lại là một loại độ lượng khoan dung. Đôi khi không nên quá cầu toàn theo đuổi sự hoàn hảo, mà nên dùng thái độ dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng với người khác. Nhìn vào ưu điểm của người khác để khoan dung độ lượng với họ, thêm một người bạn là thêm một đường đi, thêm một lối thoát. Khi bạn bao dung với người khác cũng đang chính là bao dung với chính mình. Hãy có tấm lòng bao dung rộng lớn như biển cả với tất cả mọi người. Người có lòng bao dung khi làm việc cũng dễ gặt hái được thành công lớn. Người đại trí sẽ không vì bản thân xuất chúng mà tỏ ra cao ngạo. Người đại thiện dù bị đối xử bất công mà vẫn độ lượng và khoan dung. Chỉ có ai trí tuệ nhỏ hẹp thì mới hùng hổ dọa người, kẻ tiểu nhân mới tính toán chi ly. Điều thứ tư, đối nhân xử thế làm người của bậc trí huệ, bề ngoài ngu ngốc, nội tâm tinh tường tháo vát. Làm người không nên quá truy cầu sự hoàn mỹ, không nên đặt yêu cầu quá cao với người khác, nhưng cũng đừng quá kỹ tính soi xét người khác. Hãy trở nên hồ đồ một chút, hãy để lại cho người khác một đường thoái lui. Đôi khi, bỏ lại tiểu tiết chính là sự chiến thắng. Nên biết nhìn xa trông rộng, đừng để bó buộc nhìn vào khuyết điểm của người khác. Điều thứ năm, sự sinh tồn của bậc trí huệ, linh hoạt ứng phó, ung dung cẩn thận. Có một người nọ tới bái kiến hòa thượng trong chùa. Vì cổng chùa rất thấp nên người kia không chú ý bị va đầu vào cửa. Vị hòa thượng nói với anh ta nên học cách cúi đầu. Thái độ đối nhân xử thế làm người cũng vậy, luôn nên học cách biết cúi đầu. 6. Giao tiếp của bậc trí huệ, thành thạo hồ đồ, quảng giao kết bạn rộng rãi. Trong giao tiếp ngoài xã hội, đôi khi thật giả lẫn lộn, phân biệt đâu là thực, đâu là hư. Một người biết cách giao tiếp thành thạo hồ đồ là người có thể kết bạn bất kỳ ai, thậm chí người khác xúc phạm mình, người đó vẫn thản nhiên mỉm cười đối diện với họ. Với bất kể việc gì cũng đều không quá quan trọng hóa, quá đặt nặng mọi việc, tránh để xung đột cũng như gây bất hòa tranh chấp. Điều số 7, cách giải quyết công việc của bậc trí huệ, luôn tỏ ra yếu đuối và hồ đồ.
Ngựa đôi khi còn mất móng, làm người không tránh được lúc sẩy chân. Vì vậy khi xử lý công việc, cư xử của người khác cớ sao không thể có chút bất cẩn được. Với ta cũng vậy, cớ sao không thể có chút bất cẩn được. Người trí huệ không quá coi trọng tiểu tiết, đặt nặng vào thành công hay thất bại, chỉ giữ một thái độ an hòa, một sự bình ổn trong tâm là được. Ngã nhẹ thì sẽ ít đau, và ngược lại, ngã mạnh thì đau nhiều, càng đặt nặng điều gì đó càng dễ tổn thương vì điều đó. Làm người nên một nửa thông minh, một nửa dại khờ. Hãy hướng ánh mắt thông minh về phía mình để nhìn rõ khuyết điểm và sai lầm của bản thân, một chút cũng không bỏ qua. Ngược lại, hãy dùng ánh mắt dại khờ để nhìn người khác, không cần đúng sai được mất của họ, coi mình giống như đường tăng, không bao giờ nhìn thấy yêu tinh và người xấu. 8. Sự tu thân của bậc trí huệ. Luôn muốn cởi mở triết lý, biết đủ sẽ được vui vẻ. Nhân sinh quan của những người này là biết sống cởi mở, biết đủ làm vui, bởi họ có thể thông suốt, thấu hiểu mọi điều, nên không lấy làm bất ngờ khi xảy ra mọi việc và luôn bình thản với mọi chuyện, mọi thứ xung quanh, luôn giữ cho tâm thái ung dung, tự tại, vui vẻ. Muốn sống cởi mở, thoải mái, cần có một trái tim bình thản. Bất kể việc gì cũng để tùy kỳ tự nhiên, không oán, không hận, không tính toán đúng sai. Mỉm cười khi hoa khai nở cũng như khi hoa tàn lụi. Lòng người dễ thay đổi, không cần đón ý hùa theo. Tìm người dù ấm dù lạnh thế nào cũng chớ nên để ý quá. Thân ở trong vạn vật, tâm phải ở trên vạn vật. Đó là cảnh giới cao nhất của bậc trí tuệ mà Trầm Hương Thiên Đức muốn gửi gắm tới quý anh chị. Chúc anh chị thành công và viên mãn trong cuộc sống.